Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật màn tới cho anh chị và các bạn một chiếc Subaru Forester phiên bản IN 2022, sẽ có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da được trang bị là ghế da màu đen. Cam kết cho anh chị và các bạn về các hạng mục về chiếc xe là không bị đâm va, không bị ngập nước, có trách thầy trách thợ theo yêu cầu của anh chị và các bạn, theo mang đến xe đến nơi mà anh chị và các bạn đang yêu cầu. Xe vẫn còn bảo hành khoảng 12 tháng nữa, nên anh chị và các bạn mua về rất là an tâm. Ưu đãi của cho khách hàng mua xe thì đơn vị sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh chị và các bạn khi qua trực tiếp cửa hàng lái thử trải nghiệm. Và tổng thể của chiếc xe Subaru Forester 2022 này thì anh chị và các bạn có thể thấy qua từ phần đầu xe nổi bật với những phần mặt lưới tản nhiệt và những cái chi tiết hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi và đèn gầm dạng halogen. Đấy, tổng thể chi tiết ở phần đầu xe thì anh chị bạn có thể tham khảo qua. Các đường nét sơn si, mép đối mép cản của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Với hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, điều chỉnh góc chiếu, rồi là những cái phần như hệ thống rửa đèn pha được trang bị đầy đủ. Dọc thân xe thì anh chị bạn có thể thấy những phần lẹp mạ này, hay những cái chi tiết mâm hợp kim với một dàn nốp của chiếc xe vẫn còn rất là dày dặn ạ. Với chi tiết nốp thì anh chị bạn có thể nhìn qua đường rãnh nốp này để mình cùng đánh giá xe đi nhiều đi ít này, hay là những cái chi tiết gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Dòng xe này thì thiên về cái vận hành thể thao của chiếc xe, cảm giác lái tốt, khung gầm chắc chắn, tính năng công nghệ an toàn trên mẫu xe nó trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn các tiện ích. Với tiêu chuẩn khí thải của chiếc xe này thì nó sử dụng là Euro 4. Với dẫn động của chiếc xe thì nó sử dụng là dẫn động hai cầu, nên cái trải nghiệm tuyệt vời cho anh chị và các bạn các cung đường địa hình rất là tuyệt vời. Và đây là những đường nét ở phần đuôi xe, hệ thống cảm biến cam nùi được trang bị đầy đủ. Cốp của chiếc xe thì vẫn sử dụng là cốp cơ thôi, chưa được trang bị là cốp điện anh chị nhé. Bên trong đây thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn như là hệ thống phách ngăn này, cổng sạc, rồi là những cái chi tiết về keo chỉ, đinh tán thì em cũng quay kỹ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo, để đảm bảo cho anh chị và các bạn là khi mua xe thì mình có thông tin rõ ràng chính xác. Mình chỉ việc đến và làm việc về giá thôi, sao cho nó nhanh nhất cho anh chị và các bạn ở xa đã sẽ tiết kiệm được cái thời gian đi lại. Đấy, chất lượng về phần cốp em có chiếu đèn và anh chị bạn có thể nhìn thấy qua, thì mình có, nếu là bác nào mà có kinh nghiệm xem xe rồi thì chỉ nhìn qua những đường nét em quay là biết là nó có nguyên bản hay không. Vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý để anh chị và các bạn có thể là có để đồ lên trên và có thể là ngăn cái mùi từ khoang cốp. Nốp sơ cua đồ nghề vẫn còn đầy đủ cho các bác có thể kiểm tra. Một dàn nốp sơ cua vẫn còn rất là mới ạ. Xe thì trang bị cho anh chị và các bạn là 5 chỗ ngồi. Một cái không gian thừa còn lại nó là khoang chứa đồ rất là rộng. Đây là bề mặt khi mà anh chị tạo cái căng cái vách ngăn ra để mình có thể chứa được đồ. Với phần nội thất bên trong thì ta sẽ đi từ hàng ghế thứ hai trước anh chị ạ. Với không gian hàng ghế thứ hai thì cánh cửa thì nó cũng chỉ như các dòng xe khác thôi, với các phím như là khóa cửa an toàn trẻ em này, hay là lên xuống kính, và rồi những cái phần như là táp ly bọc da, mở tay mở cửa được mạ chrome. Trong đây thì là với những phần con ốc bản lề và cột kèo của chiếc xe thì anh chị bạn có thể là yên tâm là vẫn còn nguyên bản hết. Hệ thống sơn si bên trong nó vẫn còn nguyên bản như anh chị này. Ghế ngồi thì với hệ thống ghế da màu đen có đục lỗ thông hơi, mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi, kết hợp với những phần như là bệ tỳ tay, ba tự đầu giảm chấn. Hệ thống trần của chiếc xe anh chị có thể tham quan. Ở trên phiên bản này thì nó sẽ không trang bị cửa sổ trời anh chị ạ, nó chỉ có cửa gió điều hòa trung tâm. Đấy. Không gian ngồi rộng rãi, thoải mái, cảm giác lái của chiếc xe rất tuyệt vời. Anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng số 24 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm thực tế anh chị nhé. Với cảm giác lái của chiếc xe này em đảm bảo cho anh chị và các bạn là không làm anh chị và các bạn thất vọng đâu ạ. Hệ keo chỉ này, táp ly này, phím chức năng. Ở cánh cửa thì chỉ có lên xuống kính và hệ thống chỉnh gương, gập gương. Đấy. Đây là những các phím chức năng của chiếc xe thì các bác có thể tham quan. Và tiếp bên trong đây thì ta sẽ có thể nhìn qua về những cái phím chức năng ở trên phần vô lăng này. Rồi là có hệ thống màn hình giải trí kích thước lớn,
Rồi phía sau vô lăng thì có cụm đồng hồ hiển thị thông tin rất là rõ ràng, các thông tin sắc nét để đảm bảo anh chị và các bạn có thể là nhận được các cảnh báo cũng như là tình trạng của chiếc xe mình vận hành cho nó an toàn. Bên khu vực đây thì anh chị có thể thấy là màn hình này, hay là hệ thống các phím điều chỉnh chức năng này, điều hòa tự động này, rồi là có cần số, điều hòa hai vùng đấy, phanh tay điện tử, auto hold. Cần số thì được trang bị là cần số dọc anh chị nhé. Đấy, các chi tiết nó vẫn còn rất là hoàn hảo. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua lại về tổng thể về không gian khoang lái. Sau đó em sẽ đi mời anh chị và các bạn đi tham quan về cái khối động cơ của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Xe được trang bị khối động cơ boxer nằm ngang với dung tích là 2.0 lít. Tiêu chuẩn khí thải là Euro 4. Phun xăng trực tiếp sản sinh công suất lên tới 156 mã. Sức kéo của chiếc xe có thể đạt là 196 nanomet tại 4.000 vòng trên phút. Xe đã lăn bánh với quãng đường cực kỳ ít. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ trao đổi với em với mức giá của chiếc xe này để trải nghiệm bây giờ. Nó chỉ còn 835 triệu thôi. Giá này thì cửa hàng vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển hay mua xe trả góp lên tới 70% giá trị xe. Thời gian vay có thể kéo dài tới 5 năm cho các bác đang có nhu cầu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới kênh Mua Bán Xe Cũ. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.